sụm chân đó giờ, hay có ai bị sụm chân chưa, bước xuống đột ngột có bị sụm hoặc là một cái hành động gì đó đột ngột mình không có phản xạ kịp, thì cái này thì cái mà balance này á, nó sẽ giúp mình cái đó, giống như là mình không có bị chấn thương những cái mô mềm của mình khi mà mình đột ngột thực hiện một cái gì đó. Rồi tiếp theo plyometric, plyometric là tập phản xạ. Tiếp theo là speed, agility và quickness, thì nó viết tắt là SAQ. SAQ đây, nó lấy mấy chữ đầu của này. SAQ thì tập trung. Cái plyometric thì tập phản xạ, giống như là những người vận động viên đóng bóng rổ hoặc là dậm nhảy hoặc là những cái động tác mà nó diễn tả giống như là một cái hành động chuẩn bị cho một cái động tác mạnh hơn, giống như là mình ôm trái banh lại xong mình chuẩn bị đẩy trái banh đi, phóng trái banh đi, thì cái đó giống như bóng rổ, hoặc là mình lùi chân về sau để mình chuẩn bị đá một trái banh thì đó gọi là plyometric. Hoặc là mình nhảy, mình trước khi mình nhảy lên một cái bậc thềm cao thì mình phải nhúng người nhẹ xuống mình mới bật nhảy lên được, chứ không thể nào mà đang đứng thẳng bật cái nhảy lên được, đúng không? Thì cái đó là plyometric. Còn speed agility tức là phản xạ ở đây tức là tốc độ, giống như là chạy 100 m làm sao tăng cái đó, hoặc là đang chạy thì chuyển hướng, giống như mấy người đá banh đang chạy chuyển hướng làm sao không bị chấn thương thì phải tập, thì cái đó là lý do tại sao mình tập những cái này. Rồi tới bài 13 thì mình mới tập tới resistance training. Resistance training là tập tạ, đơn giản hiểu là tập tạ là tập kháng lực, bất cứ cái gì tác động lực lên người mình thì đều gọi là tập kháng lực hết, thì gọi chung là resistance training. Ok, rồi bài 14 thì là tổng hợp những cái phía trên này, những cái từ bài 6 đến bài 13 nè, làm sao gộp lại mình ra được một cái chương trình tập mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng hoặc là hàng năm cho một khách hàng, hoặc là bản thân mình tập hoặc cho người thân mình tập gì đó. Ok, rồi bài 15, 16, bài 15 là thí dụ mình dùng những cái vật dụng khác nhau như là máy dây thun band hoặc là những cái máy cố định ở trong phòng gym mình hay thấy, có thể thay thế tương tự cho dumbbell hoặc là barbell là cái đòn hoặc tạ đơn gì đó, thì làm sao mình phối hợp những cái đó qua lại thì chức năng của mọi thứ như thế nào. Rồi bài thứ 16 là tập luyện dành cho những người mà có bệnh lý và những trường hợp đặc biệt, giống như là trẻ nhỏ, rồi người già, phụ nữ mang thai, rồi mấy người bệnh tim mạch, cao huyết áp, rồi bệnh loãng xương hay là bệnh gì ta, tiểu đường, đại loại vậy. Rồi bài 17, 18, section 3, chương 3 nè. Thì bài 17 là nutrition, mình sẽ đi về nutrition basic thôi, cơ bản thôi. Giống như nắm được protein là gì, carbohydrate là gì, rồi carb là gì, fat là cái gì, cái đó có chức năng gì trong cơ thể. Rồi bài 18 là supplement là thực phẩm bổ sung, tại sao phải dùng thực phẩm bổ sung và dùng thế nào cho đúng. Rồi chương cuối cùng bài số 19 là lifestyle, và behavior coaching, tức là mình xây dựng, học tất cả mọi thứ để làm gì, để xây dựng một lối sống nó lành mạnh, cơ bản là vậy. Và cái người huấn luyện viên làm sao để thuyết phục khách hàng của mình chuyển lối sống từ chưa đủ lành mạnh hoặc không lành mạnh sang lành mạnh hơn, hoặc là từ lành mạnh rồi sang khỏe hơn, tốt hơn nữa, kiểu như vậy. Rồi bài cuối cùng thì là dành cho những người giống như hướng theo cái nghề làm PT, hoặc là đó là phát triển một cái công việc PT thành công, hoặc là mở một phòng gym, nếu mình làm phòng gym thì sao, nếu mình làm cho người ta thì sao, hoặc là mình làm freelance thì sao, kiểu như vậy. Ok, thì đó là sơ lược qua nội dung mình sẽ học toàn bộ này. Ok, rồi bây giờ vô phần thứ nhất thì cho mình hỏi mấy bạn là mấy bạn nghĩ cái nghề PT này nó bắt đầu như thế nào. Ok, lần lượt trả lời đi ha. Du, Du nghĩ nghề PT này từ đâu nó ra? À, từ đâu ra hả anh? Em nghĩ chắc là sẽ có những người họ có nhu cầu tập luyện nhưng mà họ không biết tập như thế nào, thì sẽ có những người mà họ tập rồi, họ biết rồi, họ sẽ hướng dẫn lại. Em nghĩ là vậy. À, ok. Phước nghĩ sao? Mình thì nghĩ là cái PT này là nó cũng từ quân đội ra, có thể là như vậy, để rèn luyện sức khỏe. À, Thì nghĩ là xuất phát từ quân đội. ok. Quân có ý kiến gì không Quân? Quân ơi, rồi Quân đi đâu rồi? Thôi ok,
mấy Quyên bạn đây đang đang nghĩ dựng xe, đang dựng xe, đang dựng xe. Quyên nghĩ ok là từ Olympic ra. Olympic, ok. Rồi, chương 1. Nhắc lại chương 1 ha. Học về nền tảng của các chuyển động của cơ thể người theo cách khoa học. Ok. Thì rồi, trong này mình có 5 bài chính thì nãy có đi qua rồi đó. Kết hợp khoa học vào tập luyện, rồi cơ bản về tập luyện, những kiến thức nền cơ bản về tập luyện là về hệ cơ xương, rồi tới hệ tim mạch, rồi hệ chuyển hóa và gọi là hóc môn, rồi bài cuối là các cái chuyển động. Rồi bài đầu tiên thì kết hợp vô, kết hợp khoa học vào tập luyện ha. Thì trong bài này mình nắm những nội dung chính này, sau đây có 4 cái nè. Sau khi học bài này mình sẽ phải giải thích được, nắm và giải thích được. Nói chung bài 1 thì mình chỉ kiểu sơ lược qua thôi, nắm coi mình sẽ học cái gì, tại sao học cái đó, chứ không có gì, chưa có gì nặng nề hết. Đầu tiên thì mình giải thích được là lịch sử của cái nghề PT chuyên nghiệp, nắm được cái kiến thức đó sơ qua, để ví dụ chém gió cũng được, ví dụ hoặc là nói chuyện với khách. Rồi mình sẽ thấy nó hơi tương đồng với lại tình cảnh, giống như là cái thực trạng của nghề của ở Việt Nam đang bây giờ, là cái nghề PT nó phát triển giống vậy á. Đợi xíu, bạn Tuấn, bạn Tuấn đợi xíu. Alo, Tuấn nghe được chưa Tuấn? Ok, nói tiếp ha. Rồi, phần này. Rồi, cái thứ hai là mình xác định được các dạng khách hàng, các dạng khách hàng mà mình sẽ gặp. Mà theo góc nhìn của người PT thì nói là như vậy, là các dạng khách hàng. Còn đối với mình là các dạng khách, đối tượng mình sẽ gặp trong phòng gym. Ví dụ những người béo phì, hoặc là những cái bệnh lý gì đó, đau lưng, đau đau gối, đau gì đó. Rồi, phần tiếp theo thứ ba, dùng hiểu được các nguyên tắc tập luyện, dựa vào các chứng minh khoa học để giải thích cho những cái nguyên lý hoạt động cơ thể và thiết kế chương trình tập, tại sao thiết kế như vậy. Rồi cái cuối cùng thì cái này khi nhắc đến chương trình của NSM á, thì mọi người phải nắm được OPT là gì, tại nó là cái giống như đặc trưng của cái chương trình này, giống như nhắc đến Phát là biết là Phát làm PT, thì cái NSM này cũng vậy, nó thiết kế chương trình này và tập mọi thứ đều liên quan đến cái OPT này. OPT này thì tức là Optimum Performance Training, tức là tối đa hiệu suất tập luyện của mọi người, thì nó sẽ đi từ thấp đến cao ha. Rồi đầu tiên ở đây mình đã có highlight lên những cái ý mà nổi bật á, các bạn coi ha, highlight ý chính thôi. Từ năm 1950 đến năm 1960 thì những cái câu lạc bộ về sức khỏe, hoặc mình biết đấy là gym á, hồi đó mình hay biết đến gym á, là cái môi trường mà người ta tập dành cho vận động viên thôi, những người mà như tập tạ thể hình, những người tập powerlifting khiêng tạ nặng, hoặc là những người Olympic weight là khiêng quăng qua đầu á, hoặc là những người vận động viên thì họ mới đến phòng gym để tập, chứ người bình thường họ không có đến phòng gym, họ không nhu cầu đó, họ không hiểu tại sao phải đến những phòng gym tập, mà chỉ có những người thực sự có mục tiêu thi đấu thì họ mới đến phòng gym để tập. Thì đó là giai đoạn 1950 1960. Thì giống như tương tự ở mình, hồi đó kiểu phòng gym mình thấy chủ yếu phát triển từ năm cỡ 2008 2010 tới bây giờ thôi. Còn trước đó người ta nghĩ đến phòng gym là chỗ mấy thằng tập tạ thể hình không mà, đúng không? Chứ người ta đâu có nghĩ là đến tập gym để cho đẹp kiểu vậy. Họ nghĩ chỉ nghĩ là đơn giản đi tập để bự ra, thì từ từ nó mới phát triển lên cái phong trào. Thì ở đây cũng vậy, cái đó là cái ý chính của phần này. Sau đó thì kiểu có một người gọi là KOL á, tên là Jack Lanner nè, thì nó làm một cái show, nói show truyền hình, nói về chuyện mà làm sao để đếm calorie, hoặc là và đếm calorie khi mà ăn uống rồi tập luyện với tạ như thế nào và dinh dưỡng như thế nào. Thì từ lúc đó người ta mới biết cái chuyện là nên đến phòng gym để tập, kiểu như là cái phòng gym nó cũng có thể dành cho mọi người kiểu vậy. Rồi đến giai đoạn 1960 đến 1970 thì đây
những cái nơi mà phụ nữ đến tập á, phụ nữ đến tập Women Fitness Center nè, hoặc là Figure Salon, thì trở thành một cái trend, popular trend. Các bạn thấy chữ trend đây, đây thì bắt đầu nữ giới chú ý đến chuyện tập luyện, không chỉ còn nam nữa. Giống như mình vậy, hồi đó toàn là nam tập, nghĩ là vô ôm cục tạ là toàn là mấy đứa nam không. Thì đến giai đoạn vài năm sau thì bắt đầu nữ bước chân vô tập, và từ từ bây giờ thì thấy nữ với nam cũng tương đương với nhau, chứ không đến nỗi là chỉ có nam và không có nữ. Và nữ thậm chí cũng có tìm hiểu tập luyện y như nam luôn. Rồi, nhưng mà thay vì giống như người nam á, tập khiêng tạ nặng hoặc là phát triển cơ bự á, thì đây nó có ghi nè, thay vì phát triển về muscle size là kích thước cơ như máy thể hình, hoặc là phát triển sức mạnh, thì những cái chỗ mà tập của phụ nữ á, họ hướng đến việc giảm cân, hướng đến việc giảm cân và sport reduction, tức là giảm những cái vòng mong muốn, như giảm vòng eo, vòng tay, vòng đùi gì đó kiểu vậy. Thì họ không có dùng, họ ban đầu họ cũng sợ giống như phụ nữ mình, họ sợ cầm đến mấy cục barbell, mấy cục tạ đòn, tạ đơn, họ không dám tập với mấy cái tạ máy luôn. À, hầu hết thì họ sử dụng những cái máy khác, mà ở đây nó gọi là passive. Passive tức là đứng vô tập rung rung rung, lắc lắc lắc, không cần làm gì hết trơn. Thì nó với một hy vọng là nó vẫn giảm cân được. Thì đây, các bạn có thấy cái PowerPoint này không? Các bạn thấy PowerPoint không? Ok, cái PowerPoint này thì có các dạng tập này. Mình cái hình này, mấy hàng sáu múi đây, mấy anh sáu múi là bodybuilding. Không thấy cái PowerPoint đó rồi, thấy được cái PDF. Chưa thấy PowerPoint. Ok ok, để share lên, để share lên. Để cho mấy bạn coi cái hình mấy anh tập, à mấy chị tập hồi đó như thế nào. Đây, để share PowerPoint. Ok, thấy chưa? Ok, rồi, cái hình này đầu tiên, mấy anh thể hình, nhìn vô biết liền, đúng không? Sáu múi, cơ cuồn cuộn, bự bự. Rồi, kế tiếp hình dưới này, ông này là powerlifting, khiêng tạ nặng, mục tiêu của powerlifting là 3 bài thôi, bench, đẩy ngực, squat, deadlift, 3 bài, hết. Rồi, hình cuối cùng bên góc này là Olympic weight, Olympic là thi cử tạ quăng qua đầu á. Làm sao trong thời gian ngắn nhất khiêng được mức tạ nặng nhất, đó là Olympic weight. Thì những cái phòng gym hồi xưa nó như vậy, nó chỉ có dumbbell, barbell hết, không có gì hết. Thì đó lý do tại sao người ta nghĩ là chỉ có nam tập thôi, mà không phải dành cho nữ. Vô thấy ai cũng cục xúc, cũng bự 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 hết, nữ nhìn vô thấy sợ. Thậm chí giờ nhiều người nữ mà lớn lớn tuổi ta cũng sợ vậy nữa, ta vô phòng gym ta vẫn sợ, chỗ có nhiều nam quá. Thì đây là cái máy gọi là passive nè, nó thiết kế những cái máy mà rung rồi cà 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 lên người, rồi đứng rung rung lắc lắc, giống như mấy cô hay nghĩ là đeo cái đai vô rung 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 nó sẽ giảm mỡ đó. Thì hồi đó người ta tập vậy, thì cái chuyện mà nó rung nó vẫn đang hiện tại vẫn có nhiều phòng nó vẫn xài máy đó. Thì tức là mình biết ở nước ngoài nó xài cái máy này cách đây hồi năm 1970 rồi, bây giờ mình vẫn còn tin cái chuyện đó thì mình hơi bị lạc hậu, nên mình bị đi sau người ta. Thì cái mà nhưng mà khi mình cái ngành fitness nó phát triển á, mình được cái là công nghệ 4.0 đồ này kia phát triển, công nghệ thông tin phát triển luôn, thì mình rút ngắn cái thời gian. Thay vì từ năm 70 đến năm 2000 mấy nó bắt đầu nó chuyển đổi cái tư duy người ta từ từ, còn bây giờ họ đã có nhiều cái nguồn kiến thức hơn để họ cập nhật. Thì bởi vậy mình có thể có cái căn cứ để mình thuyết phục khách hàng dễ hơn so với hồi xưa, với là nhiều nghiên cứu, nhiều cái nghiên cứu hơn. Ok, rồi quay lại cái bài, quay lại phần bài. Rồi đây, thì trong cái giai đoạn mà 1960-1970 này thì cũng có những cái giải thi đấu về, ở đây là Tổng thống Kennedy nè, President John F. Kennedy nè, đã thay đổi những cái kiểu hiểu như là những cái tổ chức liên quan về sức khỏe thanh thiếu niên á, rồi tổ chức thêm những cái giải thi đấu đi bộ nhanh hoặc chạy bộ này kia nọ để cho khuyến khích người ta tập luyện. Kiểu vậy đó. Rồi thì đến năm 1965, đây Joe Gone, cái vòng Gone Gym, mấy bạn mà hay coi YouTube đó, hoặc là comment thể hình đó, sẽ thường có thể bắt gặp cái phòng Gone Gym, đúng không? Nó là một cái phòng khá nổi tiếng với lại kiểu old school đó. Thì nó là một trong những cái phòng
game mà chuyên nghiệp hồi xưa nè, nó chuyên nghiệp hồi xưa nó mở cửa từ năm 1965 cho đến bây giờ, thì nó là nơi mà nhiều người gọi là vận động viên nổi tiếng đã tập, và nó phát triển nhiều hệ thống nữa, mở rộng tới bây giờ luôn. Ở trong bài có nè, 1965, 1970 nó trở thành một đế chế luôn. Rồi giai đoạn tiếp theo thì 1970 đến 1980 thì những cái câu lạc bộ ban đầu, phòng gym, fitness đó, nó từ kiểu khép kín là phòng nào biết phòng đó, mạnh ai nấy tập, thì bắt đầu họ chán rồi đó, họ thích có sự giao lưu học hỏi hơn, thì nó phát triển thêm cái loại hình tập luyện ngoài trời, outdoor exercise này, exercising outdoor, trở nên được chấp nhận, cộng đồng chấp nhận, và ngay lập tức thì cả nam và nữ ở mọi lứa tuổi tập luyện cùng với nhau luôn. Thì nó đó giờ mình có tập mấy kiểu đó chưa ta? Tập ngoài trời, công viên, nhiều bộ môn nhau. Hình như mình đang dẫn kiểu như là giai đoạn phòng gym nào đóng cửa theo kiểu phòng gym đó, chứ mình chưa có giao lưu nhiều giữa các cái môn khác nhau, với lại chưa có tập ngoài trời. Rồi cái stream tính ngoài trời không? Street workout là, những cái loại street workout hoặc là những cái loại tập theo nhóm ngoài trời, tập theo nhóm như là mấy cô aerobic tập ngoài công viên đó, hoặc là, nhưng mà ở đây á, người ta tập những thứ liên quan tới cardio hoặc là resistance, nhiều cái thứ khác nhau, như là cái nội dung mình học qua là rất là nhiều cái thứ để mà học, chứ phải để mà tập, chứ không phải chỉ là tập tạ không, không phải chỉ là resistance không, có rất nhiều thứ khác nhau. Đây health club level skill. Rồi để tập luyện những cái đó, thành lập những cái nhóm thể thao, hoặc là chỉ đơn giản là để tăng cường hoạt động thêm thôi, kiểu vậy. Thì đây, đến năm một giai đoạn mà 1970 thì nó trở thành ok. Đây nè, từ giai đoạn 1970 mới nói đến cái việc cái nghề PT xuất hiện nè. Cái nhu cầu tập luyện, kiểu họ tập hoài đến giai đoạn họ không biết tập gì nữa, thì họ muốn tìm một cái người mà có thể có kinh nghiệm để hướng dẫn cho họ. Giống như mình hồi xưa, vài năm về trước thôi, gần 5 năm, 10 năm thôi, thì mình có thể nhìn lại thì thấy là mình vô mình sẽ hay để ý mấy anh bự tập sao, mình bắt chước tập vậy, hoặc là mình hỏi mấy ảnh, thì mấy ảnh chỉ sao mình tập giống vậy, mình cũng tin luôn, kiểu vậy. Thì ở đây nè, những người cái nhu cầu mà tìm kiếm thông tin và tìm cách mà cải thiện sức khỏe thì đã bắt đầu xuất hiện, và xuất hiện luôn cái chuyện mà lên một cái chương trình tập. Ok, lên một cái chương trình tập trong một thời gian dài, và ok, thì họ tìm kiếm những cái đó dựa trên những người có thời gian tập lâu nhất ở trong cái phòng gym đó, như mấy người mà họ thấy lớn lớn tuổi, họ tin tưởng, họ ok lại hỏi, hoặc là họ nhìn vào những người look more fit, tức là những người cơ bắp sáu múi chẳng hạn, thì vô hỏi, hoặc là những người mà khiêm được tạ nặng, ok cũng vô hỏi. Nó rất là gọi là rất là giống cái kiểu mà hồi đó cỡ năm 2010 những cái phòng gym theo cái trí nhớ của mình, thì nó phát triển y như là nước ngoài vậy đó. Thì từng bước một. Thì nhưng mà cái vấn đề xuất hiện ở đây á là cái những cái người mà họ đang tin tưởng là những người tập lâu, là những người nhìn có vẻ fit á, hoặc là những người mạnh nhất ở đó, không thực sự là hiểu các nguyên tắc tập luyện, mà họ chỉ giống như áp dụng lên cơ thể họ, họ thấy phát triển ok. Tại vì mọi người có gọi là trí thông minh vận động, trí thông minh này kia khác nhau, nên có một số người sinh ra là để tập luyện, họ tập một phần hai phần như bằng người ta tập cỡ 5-7 phần 10 phần, nên họ phát triển nhanh hơn người khác, nhưng mà họ thậm chí cũng không giải thích được tại sao là họ có được cái chuyện đó nữa. Thì bắt đầu một số ít cái nhân viên của những cái câu lạc bộ về sức khỏe đó bắt đầu tìm kiếm lời khuyên từ những người chuyên nghiệp hơn và trả tiền để lấy những cái kiến thức đó. Tức là chủ phòng gym hoặc là những nhân viên phòng gym đó bắt đầu tìm kiếm những người chuyên nghiệp. Bắt đầu mình kiếm trong cái phòng gym không có ai chuyên nghiệp hết, mà bắt đầu mình tìm qua vận động viên. À, mấy anh thi đấu
chuyên nghiệp hơn để mình tìm kiếm kiến thức. Thì khi mà tìm kiếm kiến thức với những vận động viên như vậy á, thì họ đã tập luyện, họ đã nổi tiếng, họ đã nổi tiếng rồi, thì họ có, khi mình hỏi gì của họ thì mình phải trả tiền đó. Thì đây dẫn đến cái chuyện là cái nghề personal training chuyên nghiệp ra đời, nhưng mà nó ra đời theo kiểu là hỏi những vận động viên chuyên nghiệp, chứ cũng chưa có xuất hiện cái chuyện mà đưa khoa học vào ở đây. Cũng thấy tương tự đây đúng không, các bạn có đồng ý không? Giống như ở đây mình thấy mấy anh đi cái nghề PT hiện tại á, rất là đơn giản để làm. Ai đi ô tập 5-2 năm tham gia chương trình thi đấu thể hình hoặc là powerlifting hoặc bất cứ một cái chương trình gì đó, xong có hình ảnh post lên Facebook chẳng hạn, Instagram, là có thể lấy lòng tin để đi training cho khách, đúng không? Hợp lý không các bạn? Đúng rồi, đúng rồi. À, đó thì hợp lý, hợp lý. Rõ ràng trong sách nó viết y chang như là cái quá trình tiến triển của cái ngành fitness của mình luôn. Thì mình đang ở giai đoạn này, thì mặc dù mọi người có những cái kinh nghiệm, có một số kiến thức khá là cơ bản, basic nè, basic experience and knowledge trong cái việc tập luyện này, để cung cấp cho cái người mà mua kiến thức á, những cái chương trình tập. Nhưng mà nó chỉ dừng lại ở mức độ là à, bữa nay mày tập bao nhiêu ký, đây lót nè, bao nhiêu mức tạ, tập bao nhiêu set, bao nhiêu rep. Thì ví dụ quăng ra cứ 3 set 12 rep tập đi, tập ngược, bữa nay tập ngực, mai tập lưng, bữa sau tập bụng, bữa sau nữa tập chân, cứ tuần 3 đến 5 ngày cứ 3 set 12 rep để tới, hoặc là 10 thôi, kiểu vậy. Hoặc là ai muốn khô thì tập lên 15 rep, kiểu vậy. Thì đó là cái cách, hoặc là thì tức là những cái người vận động viên họ sẽ đưa cái cách tập của họ cho mọi người tập, chứ họ không biết rõ là cơ thể cái khách hàng họ thích nghi như thế nào. Giống như tôi tập sức mạnh, phải tập sức mạnh, phải chỉ khách hàng phải tập sao sức mạnh thôi, nó cũng không biết làm sao cho bự lên. Ok, ví dụ trong này có bạn Tuấn hoặc là những người thể hình thì đang dừng ở mức là à, mình chỉ cho người ta biết ok, tập cho có sáu múi phải không, muốn có sáu múi, muốn có tích bự phải không, vô tập này 12 cái 15 cái tập cái bài này đó, vậy thôi. Người ta chỉ dừng mức độ đó thôi, chứ người ta chưa giải thích được những cái chức năng về giải phẫu, chưa giải thích được đây functional anatomy nè, là giải phẫu ha. Những cái từ chuyên ngành này mấy bạn có thể ghi lại, tại vì cái anatomy tức là những từ chuyên ngành mấy bạn có thể dùng nó để search Google hoặc là search YouTube bất cứ gì, thì nó sẽ ra rất là dễ, rất là nhiều nguồn, thì mình có thể coi qua để biết. Functional anatomy tức là chức năng giải phẫu, tại sao cái xương đó nằm đó, nó di chuyển sao. Rồi chức năng sinh, giờ là chuyển động sinh học. Ok, mới đây còn 10 phút nữa, còn 10 phút nữa là nó sẽ tự tắt, thì mình sẽ truy cập vô lại ha. Mình tưởng là một buổi này chắc giảng hết bài 1 nhưng chắc không kịp, khi tới đâu mình giảng tới đó. Rồi tiếp theo là chức năng về chuyển động sinh học, tức là tại sao cái tay mình gập lên được vậy, tập trong bài bicep gập lên vậy thì vô cơ này, còn gập kiểu kia vô cơ khác. Rồi motor behavior, ở đây motor behavior tức có nghĩa là những cái làm sao huy động được nhiều cái rồi sao ta, giống như giờ ở nhà ai có nhìn mấy đứa trẻ nhỏ nó chập chững đi, có thấy cảnh đó chưa, nó chập chững đi, nó đi rất là chậm, nó đi rất là khập khiễng, nhưng khoảng 6 tháng 1 năm sau nó chạy ngời ngời, thì đây gọi là motor behavior nè. Một cái hoạt động nó lặp đi lặp lại nhiều lần đến đủ số lượng thì chất lượng nó cải thiện, tức là đang đi chập chững khập khiễng, đến một giai đoạn sau 6 tháng 1 năm nó chạy nó quậy banh xác luôn, thì đó gọi là thay đổi thói quen vận động hoặc motor behavior ở đây. Ok, và những thứ còn nhiều thứ khác về hormone này kia nữa, mà những cái người tập luyện như là vận động viên họ chưa nắm chắc cái phần đó, nên họ không thể nào đưa cho một cái khách hàng mới hoàn toàn cái kỹ thuật tập đúng được, và họ cũng không có hiểu, không có biết về cái chuyện đây asset, tức là đánh giá khách hàng là họ, cái người khách này có tiền sử bệnh gì hay không, hoặc là có những cái mối nguy hại, những cái rủi ro gì trong lúc tập luyện, hoặc là đây muscle imbalance, nó rất là phổ biến, mình cũng sẽ học về muscle imbalance.
Muscle imbalance tức là cơ thể người đó có cân bằng hay chưa mà đã cho tập luyện. Thí dụ cơ thể chưa cân bằng mà mình đẩy vô tập luyện liền thì nó sẽ làm cho khó hơn, kiểu giống như là bị đã sai, cơ thể tư thế đã sai sẽ làm càng sai hơn. Thì mình luôn hướng đến chuyện fit cái cơ thể người ta về trở trở lại cân bằng, và thậm chí là không có theo được cái mục tiêu của khách hàng. Giống như khách hàng nào đến mình cũng chỉ đưa cho cách tập của mình, đúng không? Giống như là tại vì mình chỉ biết cách đó, giống như vận động viên cử tạ chỉ biết tập nặng thôi. Giờ chị kia muốn giảm cân cũng đưa vô tập nặng đi chị, muốn tăng cân cũng đưa tập nặng đi chị, nhưng mà không biết giải thích làm sao hết trơn. Hoặc là tập thể hình cũng vậy, hoặc là tập chạy bộ cũng vậy đó, kiểu như vậy. Thì người ta chưa có giải thích được chuyện đó. Rồi thì đây cái phần mình nhấn đỏ lên nè, thì những cái chương trình tập luyện này đơn giản là bắt chước theo cái việc mà những cái người vận động viên chuyên nghiệp hoặc là những người hướng dẫn đang tập, chứ không có một cái cơ sở khoa học nào hết. Và ok rồi, tiếp theo thì từ những cái đó sau này cái nền fitness phát triển lên. Và bên cạnh đó thì đây hiện tại nè, the reason the rise of chronic disease. Chronic disease tức là những cái bệnh mãn tính. Thì bệnh mãn tính là những cái bệnh gì? Bệnh mãn tính là những cái bệnh mà cần thời gian tích lũy, giống như ăn ngọt nhiều, ăn chất béo nhiều, đến lúc mập thì mập đó nó cần thời gian, và sau khi mập đó nó sẽ nảy sinh bệnh như tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, thì đó thậm chí là đây có cancer, ung thư. Đây mình bạn mấy bạn có thể ghi đây, chronic disease, asthma là bệnh hen suyễn, bệnh hen suyễn thì bẩm sinh hoặc là do hút thuốc chẳng hạn, cancer là ung thư, diabetes là tiểu đường, rồi heart disease là những bệnh về tim mạch, bệnh lý tim mạch. Rồi tim mạch thì cũng có thể dẫn đến đột quỵ chẳng hạn. Thì đó là những cái bệnh đang gọi là trên đà tăng trưởng rất là nhanh, do cuộc sống nó càng hiện đại thì những bệnh nó lại càng phát triển nhanh, chứ người ta không có bị chết do giống như là giống như cái tỷ lệ mà bị tai nạn chết hoặc những cái cấp tính chết như như té chết hoặc là già chết hoặc là những cái bệnh về gen đó. Những bệnh về gen tới ngày đó đến giờ đó già quá là chết, mà thường là nó sẽ xuất phát do những cái bệnh như này, bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch. Thì cái mục đích của những cái ngành fitness đó là họ cố gắng làm cho thay đổi cái thói quen sống của đây wireless driving. Thì những cái yếu tố mà tác động đến lối sống nè, poor lifestyle choice tức là những cái lựa chọn trong cuộc sống, cái cuộc sống của họ bình thường nó rất là không đúng á. Ví dụ thay vì ăn cơm chọn uống trà sữa, hoặc là thay vì ăn miếng thịt đó cơm sườn cũng được nhưng lại chọn đi ăn gà rán pizza chẳng hạn, thì đó gọi là poor lifestyle choice, tức là những lựa chọn nó không có tốt, và nó dẫn đến những cái bệnh lý mãn tính. Thì ở đây nó có right à 70%, đây là thống kê ở Mỹ thôi, mình chỉ đọc qua cho biết thôi. Những cái số liệu này nếu mấy bạn muốn thì mình gửi cái bài qua mấy bạn ngó sơ số liệu, hoặc là mình sẽ dịch sơ qua mấy bạn. Thì 70% những người chết ở Mỹ là do những cái bệnh mà do mãn tính đó. Thì tổng dân số mà hết 70% chết do những cái bệnh đó thì nó là một số rất là cao và đáng lưu ý. Thì ở mình cũng vậy thôi, ở mình cuộc sống càng hiện đại thì người ta bệnh mãn tính càng nhiều. Hồi xưa người ta làm lao động chân tay vậy chứ mà người ta sống thọ, còn bây giờ ngồi văn phòng không nhưng mà sống không thọ bằng hồi xưa. Tại vì hồi xưa ta làm chân tay nhưng mà người ta hoạt động nhiều, thể chất người ta tốt giúp người ta sống thọ hơn. Đó là ông bà mình sống rất là thọ, còn bây giờ tuổi thọ càng ngày càng rút lại. Thì đó là tạo ra cái nhu cầu mà mình phải đi tập luyện đó. Tại vì ngồi văn phòng ngày 8 tiếng, 12 tiếng thì đâu có vận động gì đâu. Thì đó lý do tại sao bước ra phòng tập để tập thêm, để cải thiện. Rồi ở đây nó sẽ nói về những cái chính, những cái bệnh mãn tính chính. Thì BMI, mấy bạn còn nhớ BMI không? BMI là gì Phước? BMI là gì Phước?
Phước, BMI là gì Phước? Phước. BMI là cơ thể hả? BMI là gì? BMI hả? BMI là chỉ số mỡ trong cơ thể đúng không? Đây, chỉ số gọi là thể trạng á, giống như đi vô bác sĩ. Bác sĩ hay coi họ đo BMI dựa trên cân nặng nè. Thấy ra đây nè, weight và height là cân nặng và chiều cao. Ở trên này tính theo pound và in, ở dưới là tính theo ký và mét. Thì ví dụ lấy cân nặng của mình chia cho bình phương chiều cao thì sẽ ra số BMI. BMI ở trong ngưỡng nào? Đây. BMI ở dưới 18,5 là ốm đói, suy dinh dưỡng. Còn nếu BMI dao động trong khoảng 18,5 đến 24,9 là dưới 25 thì là người bình thường. Đây, normal, bình thường. Còn nếu mà BMI từ giai đoạn 25 đến 30, dưới 30 overweight là hơi thừa cân. Bị thừa cân là bắt đầu có nguy cơ chuyển sang béo phì. Tại vì 29,9 chuyển qua 30 thì sẽ là giai đoạn béo phì. Còn 35, từ 35 trở lên nữa thì là cực béo phì, extremely obese. Đây là siêu béo phì đó, là rất là nhiều bệnh lý luôn á. Lúc đó ảnh hưởng lên cả hệ xương khớp luôn và hệ cơ luôn. Tại vì những người mập á, họ rất là lười vận động và cái gì cũng có nguyên nhân của nó, giống như ngồi nhiều ít vận động thì nó mới mập. Mà từ cái mập đó lại dẫn đến chuyện lười vận động hơn, ít vận di chuyển hơn. Thì cái chuyện mà ít di chuyển hơn dẫn đến cơ không hoạt động nhiều, tiêu bớt, xương không được hoạt động nhiều, dễ nguy cơ loãng xương hơn. Vậy thôi. Đó. Rồi, tiếp theo ngoài cái chuyện mà những cái bệnh lý từ béo phì, từ cái việc tăng cân, từ cái việc tăng cân dẫn đến béo phì. Đây. Đây trên 30 thì là béo phì. Thì hồi xưa nó thường xuất hiện đâu 20. Những người trên 20 tuổi ở Mỹ, những người xuất hiện cái chuyện béo phì á, sau trên 20 tuổi. Còn bây giờ ở Mỹ nha, đang nói số liệu ở Mỹ, nó đã xảy ra với độ tuổi từ 2 tuổi đến 19 tuổi, giống như toàn bộ dân số ai cũng béo phì được hết. Là do cái gì? Là do chế độ ăn quá nhiều chất béo, giống như bơ sữa, đồ rán này kia. Còn ở mình được cái là đất nước nông nghiệp á, nên nó còn rau, ai cũng kêu ăn rau nhiều này kia, hoặc là tinh bột. Nhưng mà bị cái người châu Á họ sẽ có xu hướng ăn ngọt nhiều, thì cái dẫn đến béo phì ở người châu Á là ăn ngọt, còn ở người châu Âu phương Tây là chất béo và mấy cái đồ không tốt, thức ăn nhanh này kia đó. BMI rồi rồi ở đây có những cái khái niệm overweight, overweight nãy trong cái bảng kia có ha, là từ 25 đến 29,9. Còn obese